fingertips on my skin. I run through the memory, cause I don't want to believe you'd give me up, careless love, when all I wanted to be was someone you couldn't be without. Đúng là bàn thắng rồi các bạn ạ. Không hề có tình huống việt vị. Bàn thắng Đức Kỳ Bàn. Như vậy là hai cầu thủ tên Đức đều đã lập công. Cũng giống như trong 11 đội Việt Nam đã thủ đầu với vai. Bàn thắng đến rất sớm.